Hàng loạt câu chuyện về những cô gái bị stress, bất lực, bật khóc chỉ vì bạn bè chê cười về vóc dáng không còn quá xa lạ trên mạng xã hội. Và cũng không ít trong số đó vượt qua được tất cả để thay đổi bản thân. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải nể phục tinh thần của cô gái sau đây. Cô ấy đã mặc áo mưa và chạy giữa trời nắng. Có vẻ cách giảm cân này thì hơi cực nhỉ? Nào, hãy cùng xem nhé! Nguyễn Mỹ Anh là MC và người mẫu tự do. Cô từng có quá khứ tự ti về vóc dáng không như ý. Thời điểm nặng ký nhất em nặng đến 73kg. Tuy nhiên hồi đó béo và xấu nên em chẳng chụp hình được. Đến khi em có người yêu thì mới bắt đầu băn khoăn. Em tự thấy mình mập hơn người yêu nhiều quá nên tự ti lắm. Quyết định là bắt tay vào giảm cân luôn. Em ăn theo chế độ diet, rồi áp dụng cả cách mặc áo mưa chạy bộ giữa trời nắng và ép cân như thế. Cách ăn uống đó có hiệu quả với em thấy rõ luôn. Em giảm còn 55kg. Sau đó, em bắt đầu tập gym để về cân nặng tầm 51-52kg. Hiện tại thì Mỹ Anh đã sở hữu vóc dáng đẹp. Cô nàng cao 1m66 và nặng 52kg. Số đo các vòng là 85, 63, 90. Với vóc dáng đẹp, cô nàng thoải mái diện đồ và cũng tự tin hơn vào sắc vóc của bản thân mình. Mỹ Anh hiện tại luôn tự tin vào chính mình. Cuối cùng thì muốn có một màn lột xác ngoạn mục, chúng ta chỉ cần có một sự quyết tâm cao độ. Chị em nhà mình ai còn tự ti với ngoại hình, hãy nhìn cô gái này mà tiếp tục phấn đấu nha. Vì giảm cân xong hóa thiên thần là có thật.